Dạ Ni Gió xin chào cả nhà, đại gia đình, anh chị em và các cháu. Một ngày mới tươi đẹp, một ngày mới an lành, hạnh phúc. Nay mình trở lại nhưng mà như là thoát xô, như là hầu chuyện với cả nhà, đại gia đình, anh chị em, các cháu. Những cái mẫu chuyện như là những cái cuộc sống á, bên New York này đó. Như là mình á, cá nhân mình và những cái anh, những người bạn của mình á, thì lại ở tại tiểu bang này thì mình sống đây cũng 20 gần 29 năm rồi. Nói về cái gia đình mình nha, như là mình chia sẻ, như là tâm sự như cuộc đời, cũng như thì gia đình mình vừa qua đến Mỹ, là ở trại New York qua đây gần 29 năm, tháng 3 này nữa, tháng 3 năm 22 này là 29 năm, rồi hồi năm 93 đó. Thay vì đi đầu tiên mà phải là người đi sau cùng, đưa hết đại gia đình qua Mỹ trước, mấy em đầu qua, rồi mình là hộ tống thêm 15 người qua đó. Ba khay mình, anh hai và má, ba má. Thì trong khi đó thì mình qua tới Mỹ này thì chân ướt chân ráo, hai chồng năm đứa con, tiếng thì không biết, tiền thì không ấy, năm đứa con. Thì nó ngày sau này ông xã nói là ông bị sốc, nhưng ông có nói cho mình nghe ông bị sốc, tại vì ở Việt Nam hai chồng á làm ăn á, như là ông là đầu bếp, mình hai chồng bán nhà hàng, thì rất là bao nhiêu người cản mình ấy, có người kêu số là chị dâu, có người kêu cô ba. À, mình nói nhau, ở sau lưng mình đang chạy chiếc xe, hồi đó chạy chiếc xe Yamaha. Yamaha. Ở sau lưng ai kêu mình là mình biết người đó ở hướng nào. Nó kêu là số, số là chị dâu đó, là bên xóm bên này. Rồi nó cô ba, thì đó là số mình. Còn nói ở bà thấy bốn tất nhiên là dân ở nhà hàng. Rồi không biết mình, kêu là mình biết mình người đó ở đâu rồi. Đó. Mừng ăn được cái lắm, thành ra mấy người đó cản mình, nói trời ơi ở bên Sóc Trăng này người ta muốn như mình vậy kiếm được, mình sao sao mình đi, mình nói tại vì mình qua đây gặp cả con, tại vì mình có thằng con lớn á, giờ Tháo Vinh qua đây trước ở lúc 8 tuổi á, qua mấy năm cũng 5 6 năm, thì qua hồi năm 87, đi 87 thì qua đây là gặp mấy em luôn đó, thành ra mấy kêu mình, mấy anh em mấy ép mình phải bán cái nhà lầu Ba Tưng đó, phải bán tại vì sợ mình trở lại đó. Ra mình qua tới đây rồi chân ướt chân ráo trời, rất là sốc. Ông này ông nói ông sốc quá trời luôn. Tôi mình thì mình cũng gắng bươn chải, thì mới đi xin với nó ngay nhờ cũng như chính phủ Bắc Kinh năm nay nó hài viện cô Nhi á, thành ra nó mình mới vô cái khay nào mà xin chính phủ mới cho tiền, cho tiền nữa mà tiền mua đồ ăn với tem đó, hồi đó với tem còn mấy giấy chứ không phải vô cái thẻ giờ, rồi với nhưng mà tiền đóng tiền nhà đồ, tiền ăn đồ, tiền này nọ, rồi nào mình đi học Anh văn, hai chồng mới học Anh văn đó, hai chồng học Anh văn xong rồi cái mình học nó ngay, học cái thứ Mỹ này nè, hồi đó ba mình ưa nói, anh nói cái khí hậu cũng như là khí hậu ở Mỹ này giống như mẹ rẻ, tới dùng mình ví dụ như mình là lúc đó đi vô học là bà 2 giờ hay là 1 giờ vô trong đó, rồi thì học tới 5 giờ mấy ra nó trời nó lạnh thấu xương, tại bên sau mình qua tháng 3, tháng 5 rồi đi học thì tháng 5 nó vừa muốn lạnh nè, cũng như nó chưa hết lạnh, nó tháng 4 nó chưa hết lạnh, đầu tháng 5 nó chưa hết lạnh, chắc chiều nhiều khi nó có ngày ấm ngày lạnh, chứ không phải nó vậy hoài, vì nó sát mấy biển thành phố, sát mấy biển mình qua bên mình nó thành học đó ra chị bà nó về là bị cảm mà, rồi ba mới nói là cái khí hậu ở đây giống như là xin lỗi nha. Bây giờ thì mẹ ghẻ thì bị con chồng ăn hiếp rồi, hồi xưa đó là mẹ ghẻ như người ta để lấy điển hình là tàu thị già đây, khi nào muốn vui vui muốn buồn buồn khí hậu ở đây là cũng như là nó giống mẹ ghẻ vậy đó, muốn chở mặt hay chở, muốn vui vui muốn chở mặt chở, như nóng nóng đường nóng diện hộn lạnh mày lấy cái áo lạnh theo, rồi nực lạnh thì bạn không nực thì mình cột bụng chi, ở bên Mỹ nó ưa lấy cả áo, lấy hai cánh tay cột cái bụng là vậy đó cả nhà, cột bụng lại.
thôi bị cảm, mình nói cái nó bị cảm là lạnh quá trời luôn, chịu không nổi luôn. Vậy tới nhà bị cảm, vậy sau này biết rồi, thì ba có chỉ, chứ đi đâu á, ba dặn, ví dụ mua trong Phú Tàu mua đồ nhiều quá, mình nói không có xe, không cách không mà. Cột cột đồng qua mình đếm, ba nay đếm mấy món mấy món mấy món, rồi mình lên sắp quầy đó, cái mình xách rồi cái mình dọn lại cái chỗ mình ngồi có sót không, mình đứng lên rồi mình thấy ngồi, nói, cái này nè cô ba, chạy như góp về góp ý các cháu á, tại vì cái đó là cha mình dặn đó, bây giờ sách gì không biết, còn mấy mình cột đồm lại, cột đồm đồm dính lại, rồi mình đi đứng hay là mình ngồi đâu, mình đứng lên rồi thì mình phải dọn lại cái chỗ mình ngồi có bỏ sót gì không, hay là có gớt gì không, đó là ba mình dặn. Nó ngay tại sao mình lại nhắc ba hoài, tại vì ba mình nó ưa thì chỉ biểu những cái lời gì cho mình nghe, như là con đường ba nói như già rồi, như ông bà mình có nói đây, người già đã ăn muối còn nhiều hơn người trẻ ăn cơm, đã qua cầu còn đi qua cầu nhiều hơn mình đi bộ, là cái chỗ gì nên nó vô cổ bắt tình kim, không có xưa làm sao có nay, như con đường mình đi như ba cô ba thì chỉ cô ba vậy, còn cô ba thí dụ như cô ba giờ cô ba đi 3.000 gửi thước, bây giờ thâu là còn 500 thì cô ba hướng dẫn các cháu đi 500 đó khỏi mất thời gian, như là mình bị té lên sụp xuống vậy mình vậy đó. Cô ba chị thì góp ý các cháu thôi, chứ anh chị em thì mình không dám. Mấy ngày giờ được hơn 1.000 sập rồi, thành ra nói đi live stream hoài mà mấy đứa con nó chưa có làm cho mình, chỉ cho mình. Mình chỉ mong cả nhà tại gia đình các cháu thông cảm cho mình nha, tại vì mình hơi lệ thuộc cái chuyện mà cái công nghệ này mình không rành. Ở Việt Nam thì cháu không rảnh thì mình có thể tìm những người biết đó, đừng mà làm đó, trợ giúp thông cảm để khi nào cháu nó ấy rồi mình sẽ lên live stream. Và mình có nhiều cái chương trình hơi lạ chút xíu nữa nha. Cảm ơn rất nhiều, thành thật cảm ơn. Bây giờ cũng như là thấy mà được thì dùng subscribe và like, đợi tí như mỗi cái tập đó coi rồi like, nhớ cái tôi coi rồi hết hoặc là coi ít nhất cũng mười mấy phút hả like, nó mới cũng như hợp lệ. Cảm ơn cả nhà, anh chị em và các cháu, mình rất là vui. Nhưng mà nó ngày nhờ có cái YouTube này mà bởi vì có một cái cũng như là nó đỡ cái bị chết, như mình cuốn hút theo, cũng như mình đây mình cũng như là mình hai bên đều cũng có cái lợi về sức khỏe hết á. Người ta lợi về đường bạc cho mình lợi về sức khỏe trước đi. Đó, thí dụ cả nhà nghe cô ba đây, tôi đây nói ngoài trời New York nói những cái gì mà tai nghe mắt thấy cuốn hút theo cái lời mình kể, mình chia sẻ thì nó này đỡ xả chết. Mình cũng cảm ơn nhà đã ủng hộ mình mới có tinh thần để mà thuyết trình là những cái câu chuyện để mà nghe, để mà xả chết mà không có bị tai biến đã vậy đó nha. Mình kể nãy mình qua tới Mỹ á, năm đứa con, đứa nhỏ nhất coi mới 3 tuổi, vất dinh ra trước thì mới vất dinh được 14. Rồi nhiêu, Tú Anh thì có 6 tuổi, Dũng bẹ, Dũng là 7 tuổi mấy, 7 tuổi, Tấn chưa được 10 tuổi. Để mình sanh 3 năm hai đứa, cũng như 18 tháng thì sanh đứa rồi mà. 9 tháng mình có kinh là mình có bầu. 18 tháng 7 bữa thì thăm em, Tấn thì thăm em. Rồi 18 tháng 8 bữa thì Dũng thăm em, thăm Tú Anh, rồi Tú Anh thăm, thí dụ vậy đó. Mình bị bỏ mất hình đứa, thư thài đứa. Năm 88 đó, đi cúng cho lên châu đốc á, không biết thật bà châu đốc ở dưới mà cũng như là miếu bà ở dưới mà mình không biết, đi theo đoàn rồi người ta dẫn mình lên trên núi Phật lớn á, đi hồi đó đâu có cáp treo như bây giờ, kéo tròn đã nắm mình vậy nè, giống như mình dòng xuống, giống như mình làm một cái vách, cái giếng gì dính vô cái đá vậy. Mình có cái người chị bà con chứ đất á, y son giá vậy, nó y nửa đường không chịu nổi về. Mình thì mình nghĩ là mình em mình thôi, nhưng mà ẩn nó kêu nó chế em đi rồi chế nhớ đi cúng thì mình nghe mình đi, chứ em đâu ngờ mà châu đốc ở dưới không biết lên đã chở anh, trời ơi không chết luôn. Rồi đi tắm động thì thầy thiên nữa chứ, người ta cao người ta tắm nước suối ở trên, mình ở dưới này nè mình tắm hướng mấy cái dưới mũ tắm, nhờ đó mặc bộ đồ Sophie á, không thấy thật
Bây giờ Sophie hồi xưa các cái nhà anh chị khởi tụi mình biết là Sophie nó về nó bóng phi bóng bông đồ đẹp lắm mà nó mặc với đồ sẫm mà không thấy thật. Rồi tới gì rồi xong rồi thì mình đi về chợ mình nói rể cái người chủ xe ngang nhà mình nó đây kêu cô ba gán đi cô ba, tôi nói dượng hai chồng chồng yến, tôi nói dượng hai phải có dượng ba ở đây, rồi kêu ổng cổng rồi tôi đi hết nổi về chứ nó hư thay ông xã ông giận quá trời. Mỗi lần ra công trường giải phóng mà thấy xe thì chỗ đốc ông chỉ ông nói đi à xe lên trên chển kiếm mấy ông sư đi. Là năm mất cái thằng trai năm đó năm rồng năm 88 ủa rồi 90 mới sanh nha Bình Dương the địa vậy đó. Cả nhà nha mình qua tới đây hả trời ơi kêu bằng hết biết luôn đi mây á tới cửa mấy tới đi vô hãng mây lúc đó tháng mây lúc mây đó khởi tháng 5 tháng 6 vậy rồi. Mình thấy trời sáng trưng có mây hoài tới Quốc Vinh lại nói ông ơi dạng cơm tôi nói sớm bửng mà dạng cơm gì con nó nói 9 giờ đêm rồi coi đồng hồ 9 giờ thì nó cả nhà xem nó vậy đó bằng mót người mấy hàng đâu này nọ vậy đó gửi nhà coi trăm năm đứa con tại vì tính ra nhà hàng nhân 3 triệu bà nói kim không có hai đầu nhọn biết mình đi ấy đi ra mận là bỏ con ở bà Việt Nam còn mướn người mướn người còn bên đây sao mướn đây 4 đứa cái quyết định là lớn hơn 12 tuổi thôi trong khi đó dưới 12 tuổi mình bỏ ở nhà mình ơi nó nếu mà ta phát hiện cảnh sát phát hiện được đó là bắt đi nuôi đó như là bắt đi cái khu mà nuôi con nít đó. Đó, vậy đó rồi người cha mẹ còn bị tội nữa anh ra mình ông này đi làm thì mình đi ở nhà nên chăm sóc 5 đứa con lâu à cũng như là chồng người đi như là coi lo tương lai cho nó này nọ rồi nấu ăn người lo chỉ dạy đó đủ thứ đó, vậy đó cả nhà thấy mình rất là cực cũng khi con chị bạn đem lại gửi cũng giữ cái gì cũng làm hết trơn miễn mà có tiền là làm vậy mình nhờ vậy đó mà mai năm đứa nhỏ mà học thành tài hết chị dâu thứ nhì vẫn tưởng hoài nói mai má sao mà má đi hay quá dạy con vậy mà người nào cũng rượu không có nè hút thuốc không có cờ bạc không có kỹ tết anh chào à, gia đình đó, ở nhà nói chuyện này nọ cũng như chơi vậy thôi là đúng 3 ngày ngày mùng 4 lần nghỉ là vậy đó còn mình thì không có làm gì nay bà con đi ở những cái tiểu bang nào đó nay như là nhậu nhẹt này xịt ke rồi đủ thứ mà nói sao má hay chưa thiệt tại vì mình cũng nông chí con mình đó. Cái chuyện gì nhẫn nhịn như cần cù ta thấy nếu mình nhớ có câu á cần cù á thì bù trí thức anh chị hồi lúc mà mình gửi hình á ở Khép Chăn á cái hình quả tóc gì đó cái cô kia cổ nói là coi cô chừng sau cô có lợi cô cho con mấy cái chữ nè nàng con hậu thân mình nói để mình về mình sẽ nói mà mình quên về tôi bị dịch thì vậy được anh nói à cần cù thì bù trí thức đó không có học nhiều thì mình phải cần cù à, thì phải đạt tới mục đích đó. Vậy đó mình ngay gặp cả đời khổ lắm nó nghe không cha thì cũng không có cho không có kêu mần giật dây lại không có kêu con mần sợ mần quá nhà bệnh á rồi người tới dần có chồng với ông xã không vậy tôi không muốn cho mình đi mần nhiều mà tại vì mình ham đó, mình ham mần thấy là được quá mình ham đó vậy đó. Qua đây hả trời ơi hai chồng 5 đứa con chữ tiếng thì không biết đường xá thì không biết tiền cũng khỏi đâu nhờ chính phủ lúc đầu tương trợ hỗ trợ chị Mỹ hay á cũng như nuôi Mỹ thì sao nó giờ hay chỗ này nè như đưa một đứa trẻ nha ở đại học tới tháng năm lớp 12 là khỏi tiền rồi vô đại học á thì nếu học giỏi thì học bổng gì đó nghe nó học bổng gì đó còn nếu học cái thì phải vay chính phủ ví dụ vay chính phủ ta cho vay vay tiền thì nuôi hay là số như anh không thấp đồ lô anh khôn giống như là anh Sáu và anh Ba Cô hoặc là anh xã mình làm lên cơm thì 5 đứa con khỏi vay tiền họ 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 không có vay rồi mỗi năm đứa được cho gần 2.000 đi mua sách vở nữa gần tiền sắp quầy rồi đi đó xe bus thì cho thẻ đó cho cái cạc đó.
rồi vậy nó nuôi trong đó, thí dụ như nó giúp đỡ mà 4 5 năm đó đi vô đại học đi, bây giờ nó cái vụ nên khóa này thì nó cho 5 năm, chẳng cho những người nào mà cũng như học mà hơi thua đó thì thêm 5 nữa thì đủ phá gạch, cũng như tay về 4 năm giỏi, nhưng mà 5 năm nó cho 5 năm, mà hút 5 năm đó rồi đó là mình phải ra tiền hơn, mình phải dây đó. Rồi cái phía sau không, nó cho vậy đó, nhưng mà sau này đó, trong khi đó là sau này á ra trường thì 22, 24 đi đi, ví dụ 25 tuổi mình cho nó 25 đi, bắt là 25 tới 65, 67, bây giờ tới con mình nó chắc 67 quá, ở đó xã mình 65, bây giờ 66 rồi, chắc 67 quá, 25 tới 67, 42 năm, 42 năm đóng thuế, ví dụ như chưa lập gia đình thì đóng 33%, có gia đình 25, đóng thuế, mặc dù biết là có một số mình như là như con trai lớn mình mua Pho Oval là cũng như là 401 hay là 401 gì đó, ai đó thì để hưu tiền hưu đó, còn gỡ thêm cái tiết kiệm đó về già nhiều tiền, còn có thì có người không bỏ thì chỉ lãnh cái tiền hưu thôi đó. Mà tiền hưu thì trong khi cả nhà coi, ví dụ như sáu tới con mình tới cỡ 67 rồi đó, thì 67 thì 60 nhiêu năm, ví dụ đi 8 mấy 9 mấy gì thì cũng có mười mấy 20 năm thôi, mà trong khi đó là đóng thế là hết 42 năm rồi đó, 4 mấy năm rồi đóng thế, đóng thế nghĩ hay không vậy đó. Mà nhờ cái lấy tiền thế đó mà già mới có tiền, thôi làm sao có tiền, nhà mới có tiền hay đó. Thay vì mình để ngoài mình xài hết, mà đa số nếu mà có kinh nghiệm giống như trai lớn mình đó là phải bỏ vô Pho Oan gì đó, anh là 401 ấy đó, đó tới chừng ấy thì có tiền. Để cả nhà xem cả, thấy không? Vậy đó. Mình rất là đó, đó là những cái mình biết, sau này mình cũng chỉ hướng dẫn cho các chị. Hồi đó em mình á, đúng là mấy đêm mình qua trước nó có cái chuyện này á, mình không biết dây tiền. Lúc mình mới qua đó là em mình ở Úc đó, nó đậu được ở cái trường Cornell á. Quỳnh cái thiện đậu ở trường Cornell ở gần sát biên giới với Canada. Cái trường đó là ông Lý Đăng Quy á, tổng thống Đài Loan á, học ở trường đó ra trường á. Nhưng mà ông học gì ngành gì đó không biết, còn em mình thì kỹ sư điện tử, rồi nó học thêm cái bằng bachelor nữa, hồi đó nó học giỏi á, nó qua được công viên chỗ hội USCC á, lúc mà đậu ra trường đó cho 5.000, thử 5.000, có đăng báo nữa, mình có hơi có cắt tờ báo lên đó, học của trường Cornell nó đậu hai bằng bằng bachelor, giờ thì làm cho quốc phòng Mỹ mà người, lúc mình qua tới giờ cũng qua mình qua là năm sau nó bằng bằng ở chỗ rồi đó, cơ quan nằm ở New Jersey, bây giờ qua bên Maryland gì đó. Đó cơ bằng điều tra lý lịch dữ lắm đó nha, điều tra lý lịch lấy an sinh xã hội của mình à, lấy đủ anh em hết trơn coi vậy đó, mặc dầu Mỹ nó ban giao nhưng mà nó cũng lấy lý lịch đó. Em mà nó bây giờ nó hồi lúc qua nó nói với mình, nó nói chứ ơi trời ơi em dây tiền em trả 10 năm một tháng em phải trả 450 bốn trăm rưỡi mà trả 10 năm mà cháu cũng như là cứ như quý vị cả nhà anh chị em các cháu nghĩ có bao nhiêu tiền được rồi, 450 thì 10 tháng 4.500, chín 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 900 nữa là 5.400 mà trả 10 năm, 10 năm là nhiều tiền trả 10 năm đó vậy. Nhớ này con mình với dâu rồi đó, không không có cấp sau này học học đó, rồi sau này nó học qua dược sĩ thì mới ra tiền dòng đi mần ra tiền dòng, nói chung gia đình đó là lúc ở nhà đó có tiền thành ra mình cũng chỉ người đôi khôn mới cho con học nó ngày những người trung lưu của Mỹ đó nha, người có tiền thì còn lo cho con đại học, cái trung lưu đó thì phút 18 là họ không còn trách nhiệm nữa, vì trong dưới 18 tuổi là họ có trách nhiệm dữ lắm với con, ảnh hưởng lắm. Còn trên 18 là không có trách nhiệm, thành ra những đứa con đó phải vay tiền ngân hàng rồi sau này ra trường mần trả. Nhưng mà mình thì cuộc đời mình thì qua cái diện này thì mình còn được, con mình còn được hưởng này, còn đối với cái đời mà con mình á thì sau này nó phải tự lo liệu lấy, nó phải lo cho con đó. Không không còn cái diện mà giống như mình qua mà được chính phủ lo cho con mình vậy đó, không có. Hay là nó có, bởi vì nó qua đây nó học nó phải lận lương cao rồi, nó hút cái chương trình mà lôi anh không, mà còn những người mới qua dốt này thì phải học,
phải chịu phần hơi lương thấp, con ăn học thành tài ra trường hết thì phần lương cao hết thì phải lo cho con hết đó. Rồi sẽ bảo hiểm vậy mua chứ, bảo hiểm công ty lo chứ, cũng phải ra bao nhiêu phần trăm đó, chứ không phải giống như những người qua đây mà lớn tuổi thì không 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 có may khay may khe là khỏi lo gì hết. Nhà thương cũng khỏi nè, đi bệnh viện khỏi nè, xe kêu xe ambulance cũng khỏi nè, rồi tiếu men nè, nằm viện thì khỏi hết, không hết. Mà người già nha, mình thấy ba má mình á, may khe vô đấy ăn trong vòng một tuần là phải về, vậy không ấy là qua bên cái chỗ mà dưỡng lão phụ á, cũng như là không phải là chánh thức, vô đó ở tháng đi cũng được, nhưng mà bệnh viện được rồi về, về xong rồi á bữa sau kêu ông lăn vô nữa thì được, ở tuần nữa vậy đó. Rồi đó ba má mình vô liền liền tại cái lực bảo hiểm nó vậy đó. Còn mà muốn ở nữa thì phải qua cái chỗ nhà mà như là từ từ giống như là dưỡng lão vậy đó, nhưng mà mình còn ra được. Ví dụ vậy, như người nào đưa vô thì cũng giống như từ từ dưỡng lão vậy, vô người đó thì phải ký tên mới vô được, chứ nó em gái mình đi chơi với chồng nó đưa mình vô nào không hay mình dẫn con đồ qua bệnh thăm mình nhà thương ba mình đã đi vô dưỡng lão rồi, trời ơi hỏi ra đi dẫn, cái chợ biết sao không? Bữa đó mình với ba với hai chồng mình với thằng Bất Tấn á, mà nếu không đi đẳng cho ba mình đói á. Vô cái chỗ này nè, dưỡng lão này làm như là cái người Do Thái á, làm chủ. Cái vô cái không phải dưỡng lão nữa, mình đi mà mình ẩn tháng thôi. Ví dụ vậy em, mà em mình đi bấy lâu rồi về, mình rước về. Thì vô trong đó cái gì? Ba mình nói đói bụng quá, nói cho cháu ngoại nói bụng cái bệnh. Thằng này đi đẳng nó lại cho quầy nó nói tại sao mà mày không cho ba, co ba và ông ngoại tao ăn. Mới nói nó quên, nó mày mày đem đồ ăn tao ăn, mà tao tao xu mày, xu lời thưa mày. Nói, thằng này đi đến về nó vậy, vì nó cũng nhân mà, nó nói tao xu mày đó. Ông anh xin lỗi rồi nó kêu người cho đem một mâm lại cho ba mình ăn. Nếu không có đem đó ba mình đói rồi. Rồi các anh em á, thay phiên nhau lại chăm sóc ba. Đó mình giúp đỡ chăm sóc. Trời ơi, nhìn thấy trời ơi, do cảnh tượng một người á, Mỹ đen đó, cái người da màu á, cho người ba vậy, coi chừng ba người. Quá là không cho đi đâu, những người đi được ngồi đó bắt coi tivi. Bây giờ nó nói phải coi bằng ngày coi, để nó ngủ ngủ bằng đêm không ngủ, kêu hoài bấm bấm thẻ kêu nó hoài. Đang đẳng mình coi mình thấy. Trời ơi, thấy người ta nói sao người Á Đông mình sao mà thân dân vô nhiều hơn người Mỹ nữa. Người Mỹ vô ít hơn. Thăm coi trong nhà thương vậy nó thấy gia đình mình vô nuôi ba mình hay là coi trọ họ giật mình, là má mình bệnh hồi xưa không vậy. Họ điểm là người nó cho đông quá vậy, tại con cháu gia đình mình, đại gia đình mình bên đây bây giờ bốn mấy người á, ba mình á như là ba má mình có năm đứa con, năm trai hai gái, nó mình với em gái còn như năm anh em trai. Qua đây lúc đó mình qua đây thì mình hộ tống 15 người qua chót, là họ ghét 15 người đó nha. Qua hãy báo tin về bữa nay ta đồn gùm với Sóc Trăng hết trơn, đồn nổi Sóc Trăng đấy, bà Thế Bốn đưa 15 người qua Mỹ nói vậy, nói bà Thế Bốn đưa 15 người qua Mỹ hết trơn nói vậy. Ông xã mình đầu bếp Thế Bốn với Sóc Trăng đấy, rồi nó nấu cho hải sản rồi có Trương Bản cái cục cao á, mình ở phường 1 mà ở đường suối với tỉnh. Hồi xưa nhà mình chỉ có mình là nhà lầu thôi, bây giờ nhà lầu nhóc ấy mình số 57 suối với người tỉnh, cái cả nhà biết sao chơi đi à, mới mà như là người ta thấy mình thân cái người ở đông sao mà lại thăm cha mẹ nhiều quá, nhiều khi đội ngũ đó nó không chịu, nó kêu phải về, nó không chịu cho ở đó, có y tá rồi, như ba mình về lớn tuổi y tá trực 24 á, biết sao 8 tiếng hồ đổi người, 8 tiếng hồ ngồi đó đợi, ngồi đó coi chừng già đó cần gì, chứ không có ra khỏi đó. Nếu mà ông già té là như ba mình té hay là những người già mà nấy té là nó có tội đó. Vậy đó, mẹ Mỹ sướng già sướng vậy đó. Chỉ có một cái là cũng như mấy anh chị tiểu bang khác đồ, cũng như là không có tìm hiểu, không có đi xe bus rồi hay đi đâu đó thì thấy hơi buồn đó. Việt Nam thì vui hơn, ví dụ vậy đó. Mình thì cũng như là hai bên luôn, mình thích ở Việt Nam mà ở Mỹ luôn. Như mùa đông thì 6 tháng mình ở Việt Nam, còn như ở tháng 11 thì mình ở tới tháng 4, rồi mình về đây thì tháng 5, tháng 6 thì ở tới tháng 10, ví dụ vậy, tới mùa thu. Như vậy này cũng còn mát mẻ đó. Thì mình ở vậy đó. Nó hơi chỉ do xe lạnh thôi à, chứ không có lạnh. Vậy đó các nha. Ok.
kia mới hỏi cháu cháu hùng gâu hay gì gâu quên này, hỏi gì chứ cô làm cái đề tài đi, ở Mỹ tốt hay là ở Việt Nam tốt, đề tài này nhạy cảm quá, thành ra còn chạy New York rất là đắn đo do dự. Đó. Cái này hơi nhạy cảm, thành ra khó. Đó, chị cha chỉ có ở trời New York, qua New York chỉ nói những cái mà Việt Nam được thì bên đây không được, không có. Còn ở bên đây có thì Việt Nam không có. Nó cũng chan hòa lại. Nhưng mà phần chọi thì bên Mỹ nó nhiều hơn chút. Đó. Nhất là cái môi trường đó, cái môi trường. Trời ơi, mình tự bển về đây hả? Trời ơi, nó ra khỏi phi trường về đây, nhà nó khỏe gì đâu. Ở bển nó ngay, xin lỗi nha, nó hơi bụi. Tại vì cái đường xá hai bên lề bên đây nó sát gạt là nó sạch lắm. Còn ở bển làm như bụi nó bay, như là xe chạy nó bay bụi lên. Hồi lúc mà mình về đợt đầu 2007, trời đất ơi, nó ngộp đó. Ra tới phi trường nó ngộp, ngộp thở, nóng quá ngộp. Cái mình vô trong vệ sinh á, cái mình mới cởi bớt cái áo ra, nó xuất chất bông hồi nào mình không hay. Thế mình cho tiền thiếp cái cô kia đàn bà, trời ơi, thấy cô đứng đó cho cô ấy, mà cô cũng mừng lắm, tại tiền thiếp á, cô mừng đó. Trời ơi, có cái bông nào không hay, mất tiêu chiếc bông, tại mình cởi cái áo ra đó, cái mình đi nực quá. Rồi cái mà lúc đó mình có bao xe bên đây nè, mình mua vé cái mình cho nó, tại ở đây nó bao luôn cái dịch vụ ra phi trường cướp mình, nó đưa bảng lên gì nó cướp mình, cứ như thân nhân lên cướp mình vậy đó, mình chở mình về tới nhà. Chợ về lần tiên hả, mình hai chồng mình với đứa con gái 6 kiện với ba cái kéo, ba cái túi, trời ơi, hải hùng luôn. Về ông anh rể ông nói trời ơi, ý lần đầu tiên về mà sao mang đồ quá trời cho thân nhân quá trời luôn. Mấy đứa con sau này nó la, nó nói trời ơi ốm ở Việt Nam không có ốm, người ta cũng sống sống đi chơi mà không enjoy chơi gì chơi, ý rồi đi mua đồ cho người ta không, đi vô người này người kia. Nói em nói sau này nó đi, nó không lỡ thăm ai hết, nó đi chơi thì nó thấy mệt quá rồi. Mệt. Còn mình thì còn cứ như là còn cái tình cảm mà mình còn dạt dào hơn đó. Mình còn mình phải đi 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 gặp những người quen thân, mình kể chia sẻ nó vay sinh mình, nhưng mà tại vì mình tấm lòng mình mà vậy thôi. Tương trợ mình thì nó ngay từ ít khi đi chùa à, rồi chạy New York à, cũng như là không ít khi đi chùa mà ăn chay thì ăn không nổi. Hồi đó mùng một còn ăn, nói mà mấy người thân nhân bà con đó, mình thì giống bà nội mình ăn cái nửa ngày. Còn mình hồi xưa Việt Nam như cứ mùng một nha, mình để đồ ăn sẵn nó hết rồi, mình cho làm chuyện đồ nọ đồ, mình dồn đồng hồ mà 12:10 là mình ăn mặn rồi, 12 giờ khuya. Bà ơi làm việc nghĩa thôi, kệ. Okay. Như người ta thấy, rồi đó mình coi cái clip của sư, không biết sư sư tên gì quên này, sư thích gì không mình quên này, mà nói là cái đó cũng là một cái ý thí, cái ý như mình thấy người ta trước mắt, cũng như mình làm việc nghĩa thấy trước mắt là mình kêu bằng ý thí. Như là mình thấy là mình tương trợ người ta giúp tiền đó, vậy thôi. Mình ít khi đi chùa mà không có ăn chay không nổi, nhưng mình có cái làm việc nghĩa. Anh chị ông xã ông nói mình tối ngày tào lao lo đụng lum hết trơn, ai mà cho mình hay trong khả năng mình có đó ha, làm bộ trợ New York đi liền, không 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 không, nếu mà không giúp là chịu không nổi, trốn ông đi. Rồi giờ đi giờ lên đây hơi xa, nó ngay ở đây tới tới chỗ đào thào đó có 22 mai à. Hôm qua nghe trai nói nó có 22 mai, 22 mai thì có ở đây ở Mỹ mình một mai á, là một cây số 6, 1.600 thước. Còn mình ở bên Việt Nam cây số là ngàn thước, ngàn cây số 6 là 1.600 thước một mai, 10 mai thì 16 cả 10 10 16 cây số, 20 mai là 32 cây, còn 2 mai nữa là 33 cây số 2. 32, 35, 35 cây mấy à. Nếu chạy suốt thì cỡ 40 phút à. Đừng kẹt xe đó. Mà kẹt xe thì hơi ở lâu. Còn ở đây là mấy Phật nhà mình hồi xưa đó là cỡ 25, 20, 30 phút rồi. Chỗ dùng Âu Châu, ở đây cũng Âu Châu, mới dám. Ở đây là mình xung quanh giống như cái đảo vậy đó.
xung quanh là biển, ở trên này trên núi đó. Ví dụ này khi ông Ký ông làm về an sinh xã hội, ông hỏi bà Thu, bà giờ ở đâu rồi? Nói tôi nói giờ mấy đứa con nói hồi về về lên vô đi mát mẻ, không khí tốt, còn nay có mấy trường đại học tốt nữa, nó còn nó với người hiền lành, còn nó ở đây nó học. Cái ổng đấy, bà nghe tối ngày ở khu nhà giàu không à, hồi trước thì ở Mát Phật thì khu Âu Châu, bây giờ cũng là không có chán Âu Châu nhà giàu. Ông nói là kia đấy, mệnh phụ phu nhân đó, mình đó, đợi tới cái đó mệnh phụ phu nhân này ở chỗ nhà giàu không. Nó nghe Dũng thấy mình ở trên này cũng chỉ là phải đi xe bus rồi phải đi xe bảy, không phải ngày xưa bước lên xe bảy. Nó nói ông không có chở dù khuyên thì nó thôi không đi nữa, qua Mỹ thì giờ năm chỗ rồi đó, ở đó ở mới qua ở ở Bốc Quầy, Bốc Quầy ở khuyên nó nhà không phải Bốc Quầy mà nó là rồi sao qua 34 rồi cái xuống 48 rồi qua Mát Phật, như là ở 34 thì có năm mà cái xuống qua bên 48 ở bay bay Bốc Quầy năm 34 quá xíu á, cũng gần đó là mua nhà, trong đó thì không mấy em mua nhà đó là ở 5 năm, 5 năm là 6 rồi ha, ở tại 48, 6 năm năm 12, 12 mà ở qua Mát Phật trong 12 năm là 24 năm, 24 năm xuống đây là ở 4 năm mấy rồi, đó, là 28 năm mấy rồi, gần 29 rồi, mà hồi sức thời gian rất là nhanh, mới đây mà 4 năm mấy rồi đó, yeah. Quá nhanh đi. Nó cả nhà xem đó, bây giờ không biết giờ nhiều phút rồi nữa. Đó, trời ơi qua đây hả, ổng đi mặn mà nào học cái học kiếp, rồi bây giờ ổng đi làm lần đầu thì nấu bếp đi mặn cho người ta, mình không có ra nhà hàng, ổng nói ra nhà hàng là mình phải đứng cái xe, nói bà xã phải đứng cái xe, tại vì nếu mà cái xe không mấy là bị cái xe ăn hết, người ta có nhiều nhà hàng bị rồi. Rồi ổng thì trong bếp, ổng là cũng như là người ta nói gánh hát thì phải có đầu, mình phải là đầu kép đào kép chánh là mình hát, còn phụ thì mình dễ rồi, nếu không có là bị bầu gánh, bị đào kép chánh làm người làm gheo, hồi xưa mấy đại bang và là những chung bang bị gì đó, vậy đó. Nhiều khi bên kia mướn mắt ra họ nhảy mà gọi đây hụt kiếm người không ra đó, vậy đó. Còn mình thì bếp thì ấm có ổng rồi mình đây rất dễ, nhưng mà mình không làm tại vì ba nói là không bỏ có mấy đứa nhỏ nhà mình nên được, hỏi người mướn gì một đứa sao chịu nổi, ở đây mướn một đứa không là 1,200 rồi, có người có tiền mướn 1,400 hôm đó cô Thiên Hương đó, trời ơi còn sọt nữa, giờ 15 nó trả từ mặt giờ 15 mà 8 tiếng đó, tính đi cả nhà tính đi, 8 tiếng đồng hồ, 9 tiếng, rồi 8 giờ tới 6 giờ, 8 giờ 6 giờ 10 tiếng chứ, tại vì đi 8 giờ đi rồi tới 6 giờ về 10 tiếng đó, phải không, 8 rồi 8, 4, 12 rồi tới 6 phải rồi 10 tiếng, 150 mình không về thì ngủ đó cũng được. Nó kêu vợ tính làm mà nữ góp cuộc đi, nói giờ chắc chồng chịu đó. Tôi nói lỡ ra làm đi mà không chịu, tôi nghiệp của Thiên Hương cứ dẫn mình nói lậu 22 ở Midtown nhà hai chồng chắc. Tôi nói trời cô chắc y đây làm bệnh viện, tôi nói vậy cô là bác sĩ à, đâu có sao cô gì dân biết. Tôi nói nhìn đi cô còn trẻ mà cô vô bệnh viện tất nhiên là cô phải là bác sĩ đó. Người chồng biết làm gì đó, cũng thấy chụp hình hai đứa con, đứa con gái 20 tháng tên là Cát Tường, chỉ cho nó ăn uống này là ngủ thôi hiểu không, mà sọc thường thường người ta thì ngày giữ trẻ thì ngày 50-70, mà nghe nói hồi đó chị dâu mình mà giữ cho ông kia 75 rồi đó. Mình thì hồi xưa rẻ nhưng mà bây giờ cái cô đó sọc hết sức luôn, ngày chồng tất nhiên là một ngày 15 đô, ta 10 tiếng chấm gửi là trời quá trời đúng không? Ủa? Họ mận chắc có nhiều tiền lấy mướn mà dâu nó không chịu, mình đi mấy đứa con nó đâu có chịu. Ủa ở đó chị bảy qua trễ bay mà chị sáu cho mình hay nó ở chị bảy qua, thì lúc chị bảy qua thì mới bắt đầu vô, tại vì cái người mà là giữ con đứa nhỏ đó từ nhỏ mà tới 20 đó, tại vì có đứa con ở bên San Francisco xanh đó, gái xanh thành qua bển nuôi gái. Dạ. Thí dụ như thay vì y nói là y cho mình hay tháng 4 thì nửa tháng 5 mới làm, thì cái cô kia bằng tới cuối tháng 5 y cho nửa tháng đấy, cái cô đã chỉ biểu người mới đó. Phải mà chị sáu cho mình hay là chị bảy tới là mình hứa rồi, dâu không chịu mình cũng không thèm hồi, để cho chị bảy qua mần tiền nhiều lắm, ngày cho mấy đâu, ở đó luôn đi, ngủ ngoài salon đi.
Sô lông phi pha đổ mà búi sô lông cho rồi đâu đồ kéo ra ở ngay đó. Cái gì à, cô y ở đường 32, 32 giữa 32, 33 Kim Cúc, cái Đinh Kim Cúc thì ở 31. Cái người mà tôi nói nghĩa người già hai chóp 10 tiếng đó chị bạn. Bên này hả, thí dụ như không biết tiếng Anh cũng đi 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 giữ người già được. Bây giờ người Việt giữ người Việt, đàn ông thì giữ đàn ông, nhiều khi đàn ông cũng có giữ nhà bà nữa, thí dụ như đó. Nhưng mà thường thường đàn ông giữ đàn ông, đàn bà giữ đàn bà, con cháu giữ trong gia đình đó. Cái chị mà kia đó, chị Bạch Tuyết đứa gái qua đó giữ giữ hai ông bà, giữ như cha 5 tiếng, mẹ 5 tiếng vậy đó. Rất là tốt. Chứ đi gì số người ta làm móng á, bị viêm mũi nó ngay. Mà mình gia đình mình đại gia đình qua ở đây không ai làm móng á, chỉ có người em dâu thứ năm đó, sau này nhờ giữ ba má mình, sau này má cười cái cũng như là mở tờ mở năm đó mới đi 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 làm móng thôi. Nhưng mà bây giờ ý nói ế quá mà hơi lớn tuổi á, chắc chắc cũng tay nghề hơi yếu á, thành ra họ không mấy. Đó, thành ra ý nói mấy tháng nay hồi dịch giờ không có đi bằng, không 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 có không có đi bằng, thành ra thấy cũng tội nghiệp. Em nói vậy bà không thấy Giang nó về về bển rồi tính hỏi rồi có ai thấy chưa, chưa ai chưa coi mỗi năm nó đi đi giữ. Nhưng mà ý nói có người giữ 9 tiếng đó mọi người, bằng 7 ngày luôn rồi, 9 7 à 9 7 6 13 tiếng à, phải không? Phải không? 9 tiếng, 9 tiếng, 9 tiếng đồng hồ. 9 tiếng đồng hồ mà một một tiếng 19 đồng mấy á. Chà. 108 rồi. Gần gần 108 đô một thằng một ngày á. Bằng 7 ngày. 7 ngày 108. Chà, bổn tiện đó. 5 ngày là 5 ngày 900, 2 ngày 108. Trời ơi, tôi tưởng lấy hơn 1.000 đô á cả nhà. Chi những người mà họ không cần biết gì, không cần biết tiếng Anh đó. Đi lại cái dịch vụ đó nó đi dẫn người coi rồi ký tên này nọ, nó cho cái bằng rồi đi khám sức khỏe đó, rồi xong rồi đi ở đó nó mới cho cũng như là người giữ á, người nào cần á, việc thì theo việc. Mà đại đa số người Việt mình kiếm người Việt, Tây Ban Nha kiếm người Nga, Tàu kiếm Tàu, ngoại quốc kiếm ai tiên, người nào con cháu cũng được cả nhà, thấy không? Như vậy rất là chịu mừng được, có tiền nói vậy đó. Thì xin uống miếng nước xíu này, xứ Mỹ này mình chịu bằng, đã nói kêu bằng cài đó, tuổi châu ai cũng tuổi châu hết, đi cài là vậy đó. Nói ngay, nhưng mà có thời gian nghỉ đó, như là bằng một năm vậy đó, cho được một tuần nghỉ ăn lương, rồi từ từ lên 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần, anh lỡ mấy 5 tuần nghe gì biết. Bữa nào nói ông gài nói để hỏi mấy đứa con với hỏi mọi từ mà quên, 4 tuần thì mình thấy có đó mà mình không biết. Rất là cảm ơn cả nhà, cả nhà đại gia đình anh em kia em các cháu bỏ chút thời gian quý báu để mà nghe mình tự sự, như là tâm sự tự sự, như là nên nói với ai những thất xô, người kêu bạn thất xô thì ở Việt Nam kêu bạn dẫn chuyện tặng cho cả nhà đại gia đình anh chị em cháu, như là nghe để mà tôi kêu bằng xả chết. Ở bên này nó ưa bị ở Việt Nam mình tai biến á. Tại sao người Việt mình tai biến nhiều, người trung niên tai biến nhiều, từ 45 tới năm mấy ưa bị tai biến là gì nè? Suy nghĩ nhiều quá mà tài chánh thì đa số là tài chánh không đủ, suy nghĩ nhiều quá mà phải như là buồn bã rồi như là đủ thứ chuyện nó bị chết. Bây giờ mình có một cái lời khuyên là nên như là cô ba New York khuyên là mình nên nghĩ những cái điều mà tiêu tích cực đi, đừng nghĩ về tiêu cực nữa. Tại nói thế gian mình đang nói có câu là nghèo giàu tại lẽ ông trời, mình cũng tận nhân lực chi thiên mạng rồi, ha, mình cũng bằng hết sức mình rồi. Nhưng mà trời không phụ những người có lòng đâu. Đó, không lo. Ví dụ có khi nào mà có bị như là hơi thất bại chút xíu thì mình cứ lấy câu này nè, rồi đó bà mình ưa nói, mình nghĩ là có phước tạc tài,
Người ta nói có phước tản tài, vô phước tản mạng. Mình có phước mình tản tài, như là của đi thay người. Ai cũng phải muốn muốn lợi, mình muốn được cái lợi lớn thì cái hại nhỏ mình phải chấp nhận. Mình muốn được hại lớn, mình muốn được cái lợi lớn cái hại nhỏ phải chấp nhận. Như hồi lúc cho bước kinh đi, lúc có 8 tuổi úp nhô mà trời ơi, cả nhà cả tháng trời vợ chồng ăn ngủ không yên, cứ nghe đài nghe đài, nghe nói ở Phi Lục Tân đâu có giết người thiết tạo tám mấy người nghe. Nghe mừng 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 hội, nghe nói có gỗ đè chết cả chục người đó. Thôi thôi, thôi đừng có đi chiếc tàu đó, đừng phải chiếc tàu đó đi. Rồi có người nói đi bắt cái Cà Mau, rồi mình mắc mừng ăn cái con nhỏ và mình mới đưa đi đi xuống dưới à sùng đốc á, đi với Hi Hui á, cũng như ở đó có giới thiệu cũng như cái rủ người quan thân đi đó, đi chung á, chung giùm thôi chứ đâu có gặp người ta. Hồi xưa người ta còn ăn tiền cò tiền đố không có đâu, chỉ thôi đi, đi, đi xuống dưới coi nó về không có. Tới ngày mà nhận được điện tín mà là Quỳnh Kiến Liêm mà thằng em thứ sáu nó nay trời tất cả đều được cũng như được tạ khoan vào vớt rồi đưa vô trong đảo Bi Đông á, trời ơi mừng đó. Bữa đó đương làm bánh xèo nằm dài luôn, nhà mình mần bánh xèo á, ăn ba nhà luôn bốt luôn. Nhà bà Bảy thì xây bột với Hảo ha, rồi rổ ha, rồi để đem qua cho bà nội đó bằng ngày nào. Lá nào lại chào với má nè, xong lại chào với má nè con, chào ông bà cô chú. Gỡ gỡ bỏ cái xếp đây nha, xếp đây xếp xếp đây. Vừa vừa thôi. Chào ông bà cô chú. Chào ông bà cô chú. Lá nà, lá nà đi học mới về. Nói đi, lá nà. Lá nà đi học chưa về? Mới về. Mới về. Giỏi. Thôi chào mấy ba coi. Mấy ba. Ai con rước về? Ai rước về? Ăn cơm. Ăn cơm, ok. Đây. Đi học mới về, bữa nay học nửa ngày. Ngủ hồn cứ đang tê tê dọ luôn. Tệ dọ luôn. Đứng cái đứng rồi nó máu chạy. Ngủ hồn tê dọ luôn. Vậy đó. Được chưa? Đứng bên này nè, hồi nãy không thấy, đứng bên này thì mới thấy nè. Qua đây. Đứng bên này nè, nãy đứng bên kia mà không thấy. Từ từ đứng 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 đứng, đứng coi đứng được rồi. Rồi, lá nà chào ông bà cô chú rồi. Chào ông bà cô chú. Ok. Lá nà nhiêu tuổi rồi? Nine. Ok. Rồi giỏi, bye đây. Bye. Rồi mặc cởi áo lạnh ra đi con. Cái ngày mùa thu cũng mặc áo gió. Vậy đó. Vậy đó ha. Giờ mình nói về cái sinh hoạt cũng như là nãy giờ mình dẫn chuyện cũng như là chia sẻ ha, cũng như trải lòng chia sẻ cho cả nhà với đại gia đình những câu chuyện cũng như là người thiệt 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 đi. Ngựa hồi xong mà nó tê cái giỏ có chạy không biết sao. Đợi xíu coi. Đứng vậy biết sao, đứng cho nó cái máu chạy á, nó mình ngồi lâu quá cái làm như cái giò nó chân nó không được máu chạy, hơi tê sẵn lấy nào là đổi chỗ một chút xíu. Trời ơi, tại nay lúc mà qua mình ông xã mình bị sốc, tại vì Việt Nam mình ăn được á, ổng hay nấu bếp rồi vợ chồng nấu đám cưới rồi trước khi đi còn nấu 70 mâm cho cái người thiếu ba thiếu tá toàn mình phòng cả gái á. Mới nó kêu mình đưa dâu mình nó thôi không đưa tại vì mình phải đi Sài Gòn rồi đó, đãi ba đạp ba chập sáng này thì đãi cho những người quê với quê ra, rồi trưa mấy người quan trọng là trưa rồi đãi thương gia, rồi chiều thì đãi cho cán bộ đó. 70 bàn 70 mâm hồi xưa đã kêu bằng mâm tại đây. Trời ơi cái món gì cũng biết quên quên mất tiêu luôn cái gà nấu cam. Trời đã coi mấy trăm ký gà tức tấp gọi cho cái cậu đồng nó nói nó chợ giúp là cỡ 12 giờ rồi tôi nói chợ đi kiếm đi kiếm hết, bởi vì Sóc Trăng mình á chính giữa thì có không biết 5-7 cái quận gì đó như Long Phú nè, Mỹ Tú nè, Mỹ Xuyên nè, Thạnh Thú rồi Du Gia rồi gì đâu qua này cái sách không biết phải không. Cái sách luôn nè đủ hết trơn á, mới kêu chạy xe kêu mấy đệ tử chạy vòng mua đi bao nhiêu cũng mua giá mấy cũng mua. Chị hỏi ví dụ gà Mỹ được không chế, tôi gà Mỹ thì mận ở chả này phần xong rồi đem xuống
đó. Nó ngay mình nấu ba mâm, nhưng mà mình nhờ để nhờ nhà người ta, cái chú cô chị đó nấu, chị cũng là thứ đá. Thành ra thân nhân ta lợi, ta tưởng đâu là mình nấu ăn công, người ta mừng dùng hết trơn, kêu nhờ cậy nó mừng dùng hết trơn. Thành ra nếu không có gì làm sao mình kêu. Trời ơi, hết, bữa đó hết hồn, gà nấu cam, rồi mua cam sành, đó, cam sành nữa. Thì nấu cơ, nấu cam ấy, cũng như là mình xay ấy, cái cam sành ấy, nó có màu. Vậy đó, món mà quên, mấy chồng cái gà. Nói gì, hồi lúc mà ở Việt Nam đó, ai cũng khuyên mình thôi đừng cứ đi, nói có người thì kêu số, có người thì chế cô ba, có người kêu chế, nói đừng đi. Người ta muốn vô mình không được, kiếm mình không có. Hồi xưa hả, nấu một cái rồi qua một bữa là thấy là sắm một hai cây vàng. Để ở đó vàng mà nè, đó tiền đô là 400 đô, 400 đô một cây. 400 đô thì cỡ, mỗi 400 đô thì cỡ 1 triệu ở bánh này. Hồi lúc mình đi đó là kìa à, mà cái kiều hối đó 100 đô là 1 triệu, 1 triệu 2 vậy. Lúc là 5, 9, 2, 9, 3 cái nhà. Những người mà lúc mà có đổi mày tại biết á. Thôi giờ vậy mình xin cảm ơn phép như là mình ngưng lại ha. Để khi nào mà có cái để mình có dịp khác á, rồi mình sẽ chia sẻ tiếp những chuyện mà mình sống, mình nghĩ mình qua đây hai mấy năm rồi đó, với xung quanh những người bạn mà ở cũng như là sống ở tại Mỹ mình nè, để mình chia sẻ cho cả nhà xem nghe những cái như là những mẫu chuyện, những cái mà mình qua Mỹ lúc đầu thì như thế nào. Nhưng mà rất cảm ơn, như là cảm ơn chính phủ của Mỹ này qua tới thì nó ngay hỗ trợ, miễn ở trong băng không có tiền hay là này nọ kia là hỗ trợ tiền chơi mình nhận, mà mình học anh văn nặng là đi làm, thế đó mình cũng rất là cảm ơn. Vậy mình cũng mong sao cho hết dịch rồi mình về Việt Nam, mình rất là nhớ, nãy nói tới muốn rớt nước mắt, nói tới muốn rớt nước mắt, nhắc tới Việt Nam là cũng rớt nước mắt. Vậy ha, cảm ơn cả nhà đại gia đình nhiều nha. Chúc cho cả nhà đại gia đình, anh chị em, cho các cháu quý vị một ngày mới tươi đẹp, ngày mới an lành hạnh phúc nha. Cũng như là làm việc gì cũng thành công thuận lợi hết, luôn luôn có quý nhân hỗ trợ hết mình, nhất là sức khỏe đó. Đó. Sức khỏe đêm hôm này, hồi sáng này nhỏ em gái cho hay đó là ông già chồng của em gái, tức là ba của em rể mình đó, cũng bị dính Covid ở Việt Nam, ở Gò Vấp mà chết. Và phải gắng giữ gìn sức khỏe nha. Đây nói là cái thân nhân của y bệnh như gì hay là chị em gì của người em rể mình nó bị hết trơn, nó lây á, nó bị hết trơn. Thành ra Việt Nam cấp sau này nghe nó cũng hơi lên nữa, thành ra chưa có thể về được. Xã đây cũng như là còn nguy hiểm quá, mình cũng chăm cho nó hết dịch đi, khỏi cách ly mình về mình sẽ gặp lại vậy ha. Ok, bye bye.